cảm xúc như thế nào? Sau khi đi phỏng vấn ở đài KBS nguyên ngày hôm qua, hôm nay mình, Nếp Việt Ngân và cả ekip đã được anh chị quản lý dẫn đến một nơi vô cùng đặc biệt. Các bạn có đoán xem được đây là nơi nào không nhỉ? Đây là gần gần bên ngã. Bạn ngã gì vậy? Trời ơi, đi xa mới chỉnh tóc. Biết ngay mà, biết ngay cái miệng đi mà. Chào tất cả mọi người, mình là Nếp. Mình xin nhấn mạnh lại là mình là cái kỹ hơn này. Trời ơi, trời ơi. Thế chết rồi, cần mà là ráo gì cho được. Nhìn hai chị giống như mới giết Asian Sound Festival ha. Đúng rồi, sao em biết rồi? Thôi nào, đừng quay nữa, không cho chị ký được đâu. Không, em thấy lạ thôi. Ok, em tí nữa rồi chị cho chị ký. Em quay cái mặt em. Em rất phát biểu, hay cảm nhận gì về bữa ăn ngày hôm nay không? Cúp Hà. Hôm nay ba đừng lên được ăn thịt nướng. Chị đi chi. Eugene, chị Eugene đây nè. Ý là ở bên Hàn bữa giờ 3 tháng mà tụi mình chưa có được ăn thịt nướng mọi người ạ. Bữa giờ 3 tháng mà tụi mình chưa có được ăn thịt nướng mọi người ạ. Hôm nay nhân cái buổi mà diễn Asian Show Festival 2021 về thì mình sẽ đi ăn thịt nướng thật là đã. Đúng không Lisa? Đúng rồi. Lisa biết trả lời. Lisa biết nói tiếng Việt. Vâng, chị sao Lisa? Rất buồn. Bây giờ đang buồn chuyện gì ạ? Sắp về Việt Nam rồi buồn hả? 3 tháng rồi Hàn Quốc đi kiếm được tấm chồng. Là một đất qua đây để kiếm chồng. Ờ. Thịt này là thịt gì? Thịt ba chỉ đúng không? Có sụn mà. Ở đâu trước đâu? Đúng. Nhiều bức tượng sắp. Lần đầu tiên mình thấy có một cái thịt nướng mà có hành á, có đậu đậu hũ á, khuôn mà ba lát ba con. Tí mình nướng không không hay nhìn lấy tay nướng hay gì á. Ờ lấy cái bạn nướng đúng rồi. Wow, đôi bàn tay của em đây em mua cho mẹ xem. Hết vui rồi. Nhưng mà hát sai là phải chỉnh. Đó, múa thấy cả đồ bên trong rồi nhá. Thấy hết cả áo bên trong luôn. Rồi coi, để coi. Đồ ấy biết gì hôm qua diễn tự tin lắm nha, như là trên mà. Được rồi. Đồ mà. Ôi trời ơi. Ôi tự nhiên ai sao diễn chủ. Đi nhanh nhanh ơi, đi nhanh lên. Ai vậy không quen á. Ủa, alo. Ủa, idol ai biết gì hôm qua diễn tự tin lắm hôm nay này ta chê mặt. Cúc Hà. Trời ơi. Lisa. Quá nhìn muốn thương quá. Lisa. Cho đồ đũa đi, cho đồ đũa đi. Chiều. Đi sâu. Đi bây giờ mình sẽ nướng cho mọi người xem. Cho đồ đũa nữa đi. Mua một đồ đũa để gì nữa. Nhưng mà đứng mặt lên thịt mà đảo thì được nhờ. Đứng mặt lên thịt đảo thì cũng được á. Chí thì với mọi người. Đó là công chúa nhà mình đó. Công chúa nhà mình đó. Hơi mờ hay. Không, còn cái này bỏ đi. Ăn đi ạ. Nhưng mà chín rồi đã. Bật ăn rồi.
ai đó. Đó không? Em thấy được không hả? Cái mồm ăn hơi thú à? Không, chưa quay. Nãy anh không ngừng ăn cái gì chứ chi. Là như mình cũng thấy. Do cảm nhận ăn miếng thịt. Ăn miếng da lắm mà. Chứ ăn thịt thôi, vừa ăn thịt cảm nhận không? Đã thịt đâu. Thịt thì nóng quá nè, không phải qua bên này. Trời ơi, khó hơn nữa. Ừ, nóng hơn. Thèm. Anh đi mà màu mà. Anh đi mà màu mà. Mà xuống đó. Hơi nhiều topping. Chị ui, lấy đậu nữa. Không lấy thịt đâu. Không lấy thịt đâu này. Không thịt đâu. Bye bye. Cái nóng quá đấy thôi. Chờ một đi em. Ngon. Thịt nướng ở Hàn Quốc như thế nào? Là khác ở cái là mình ăn được ăn Hàn Quốc. Cái mùi vị thì cái thịt nướng này thịt nhau thì cái ở đậu với nhau rồi. Đúng không? Chỉ có là cái này gọi là gì đó? Cái này đó. Cái này gọi là gì? Đồ ăn kèm. Là nó khác hơn ở Việt Nam thôi. Ngon á. Hỏi cho em. Không á. Ăn. Và cái nếp mình ăn xuống rồi. Đó, chấm một miếng sốt. Hơi giá. Ủa mà to thế. Ngon chưa, ngon chưa mà. Ăn ăn miếng thịt luôn. Trời ơi, em cả chặt miếng thịt luôn. Thấy ở đây là như quê. Ăn kiểu hay ướp thịt trước rồi mình nướng thôi rồi. Ở đây thì nó ngon như là có một bát nước chấm á. Bát nước chấm á. Không biết làm thử gì mà thấy người ta ở bên này hay ăn. Còn ở mình thì ăn nước chấm thì mình chả nhớ nữa. Nhà ăn hả? Ăn ở luôn á. Nhà ăn thì cũng nhớ luôn. Không nhớ rồi nè. Chấm bún tươi luôn. Này có. Mối tiêu là hành kia rồi kiểu mà trong như đi. Là bao nhiêu ăn thích chấm lên. Còn mối với ức xanh. Ờ. Đó, và bây giờ rất là ngon rồi đây này. Ngon. Chúng ta về nghỉ ngơi. Mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Sau một cuộc hành trình dài đi diễn ở tỉnh Đông. À sao sao thích nhiều hội mình đã phát hiện ra nhiệm vụ và được ăn thịt nướng. Hèm. Này mà được tầm mấy cốc thuốc hết nhỉ? Em muốn tập thật bố. Mà mẹ nó tẩy tẩy tự bản thân. Ờ. Đấy là. Wow. 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 Wow